Nhưng mà thưa quý vị, từ ngày mẹ Kỳ Duyên mất, từ năm 2016, thì nó có quá nhiều những cái chuyện nó xảy ra mà nó khiến Kỳ Duyên càng ngày càng tin là cái sự mà cái phần hồn mình nó còn đi tiếp nữa là sự có thật. Thì Kỳ Duyên chỉ xin kể lại cho quý vị nghe những gì đã xảy đến cho Kỳ Duyên và những người chung quanh. Mỗi đức tin là tùy người và không có ai có biết chắc được. Thành ra Kỳ Duyên chỉ xin kể câu chuyện cá nhân của mình thôi. Là thưa quý vị, năm 2016 tháng 12, Kỳ Duyên đang ở Việt Nam thì nhận được tin là mẹ đã nguy kịch và đã vào nhà thương. Duyên book cái vé bay gấp để về. Thưa quý vị, là Duyên lên máy bay lúc 5 giờ sáng. Thì trước khi lên máy bay, Kỳ Duyên có một cô bạn, có những vị sư phụ là những vị đạt ma mà ở Bhutan. Thì trước khi lên máy bay đó, thì Kỳ Duyên chỉ text cho cô và nói là chị rất mẹ chị đang nguy kịch, em nhờ các thầy cầu an cho mẹ chị đi. Thì khi mà Kỳ Duyên đáp ở phi trường ở LA đó, lúc đó thì Kỳ Duyên vừa đáp, Kỳ Duyên chưa nhận được tin gì ở gia đình hết, mà thật sự ra là lúc đó là mẹ Duyên đã qua đời. Nhưng mà Duyên chưa biết, thì Kỳ Duyên vừa đáp, thì Kỳ Duyên bật cái phone lên, thì cái text đầu tiên Kỳ Duyên nhận được là của cô bạn Duyên. Thì cô gửi lại, cô đã nói là chị Kỳ Duyên ơi, các sư phụ nói với em là mẹ đã qua đời và hiện giờ các sư phụ đang lập cái puja, và lúc đó là các ngài là đã đang cúng rồi, thì các ngài đang cúng và đang diều hồn của mẹ chị để đi về cõi cực lạc hay là về với Phật đó. Thì Kỳ Duyên rất là ngạc nhiên, là tại vì lúc đó Kỳ Duyên mở lên, Kỳ Duyên chưa nhận được cái text nào mà các thầy đã biết là mẹ Kỳ Duyên đã qua đời và đã bắt đầu cầu siêu cho bà. Là cái đó là cái ngạc nhiên đầu tiên. Thì thưa quý vị, mẹ Kỳ Duyên mất là ngày 21 tháng 12 2016. Thì khi mà Kỳ Duyên mai táng mẹ xong, rồi có một cái buổi ăn để cúng đó, thì Kỳ Duyên định mời ăn nhưng mà ăn mặn. Tại vì khi mà mẹ Duyên còn sống đó, thì mẹ Duyên không có ăn chay. Ngay cả những lúc mà mẹ mới bắt đầu bệnh đó, thì Kỳ Duyên cũng có khuyên hay là thôi mẹ bỏ ăn thịt đỏ đi, mẹ thử ăn chay coi nó có tốt cho cơ thể hơn, ăn những cái bột dinh dưỡng hay gì đó. Thì mẹ Duyên cũng ăn được vài ngày, xong rồi bà nói chán quá nuốt không được, thành ra bà vẫn thèm ăn cá, ăn thịt. Thành ra khi mà mẹ mất đó, thì làm cái buổi mà để sau khi mai táng đó, Kỳ Duyên muốn đãi một cái buổi tiệc mặn. Nhưng mà trước khi mẹ Duyên mất thì mẹ Duyên có một người con nuôi, anh tên là anh Quyền, mà anh ở Virginia lận. Trước khi cái hôm tiệc đó, hai hôm, thì Quyền gọi cho Duyên và Quyền nói: Duyên à, tự nhiên hôm qua Quyền nằm mơ thấy mẹ, mà mẹ về mẹ nói là con à, con nói với Duyên đó, nếu mà có thể được thì cúng chay cho mẹ chứ đừng có cúng mặn. Quyền có mơ thấy mẹ Mai về và nhắn là con dặn Kỳ Duyên là mẹ muốn có buổi tiệc chay chứ mẹ không muốn đại tiệc mặn. Quyền đem cái giấc mơ này kể với Duyên và ngạc nhiên là biết Duyên đang định là một cái buổi tiệc tri ân những bạn bè bà con đã giúp đỡ trong cái phần tang lễ của mẹ, và cái buổi tiệc đó thì Duyên đang tính làm là buổi tiệc mặn. Thì nghe tới đó hai đứa đều nổi da gà hết trơn. Và sau đó Duyên đã gọi nhà hàng và đổi lại toàn bộ thực đơn thành cái buổi tiệc chay. Hai ngày thôi, đổi hết menu lại đãi hoàn toàn một cái buổi chay. Thì sau đó rồi đó, thì Kỳ Duyên, các thầy ở chùa mới đưa cho Duyên cái cuốn kinh gọi là Kinh Địa Tạng. Thì thầy nói là Duyên cứ về Duyên đọc kinh, trong nhất là trong 49 ngày. Thì thú thật quý vị là Kỳ Duyên là gia đình, là đạo Phật, nhưng mà Duyên cũng ít khi đọc kinh Phật lắm. Phật là cũng biết dỗ ông bà, rồi ví dụ những ngày Tết thì cũng đi chùa. Nhưng mà nếu mà nói là về học về Phật đạo hay đọc kinh đó thì quả thật là chưa bao giờ đọc. Khi mà mẹ Duyên mất thì thầy đưa cuốn kinh Địa Tạng, thì thầy nói con cứ về đọc. Và trong kinh còn nói rõ là mình đừng có cúng đồ mặn. Tại vì Duyên nhớ cái đoạn kinh nói là những người mới qua đời thì họ đã vác tất cả những cái nghiệp của họ trên vai, như những cái người mà đi ở trong bùn đã bị lún sâu rồi. Mà nếu bây giờ vì họ mình lại giết thêm gà, heo, bò thì chẳng khác nào mình lại như là phải bỏ thêm những cái gánh nặng, những cái
tảng đá mà bây giờ họ lại càng phải gồng gánh trên vai, trên lưng họ đi. Thì lúc đó Duyên mới nói wow, Kinh nói là mình nên cúng chay. Và không biết là có phải vì mẹ Kỳ Duyên đang ở bên kia mà mẹ lại hiện về mẹ nói cúng chay hay không. Thì cái đó là cái điều ngạc nhiên đầu tiên. Rồi thưa quý vị, tiếp theo sau đó nữa là có hai cái chuyện mà mới xảy ra rất gần đây. Thì một hôm mẹ ngồi mẹ cắt nghĩa cho Kỳ Duyên nghe cái bài, những cái bài nhạc của Trịnh Công Sơn và những cái lời nhạc và cái ý nghĩa mà mẹ cắt nghĩa rất là hay. Thì Kỳ Duyên có tape lại. Và bỗng một hôm Kỳ Duyên nghĩ là ồ, đây là những cái kiến thức rất là hay, hay là mình bỏ lên YouTube để chia sẻ với quý vị. Và đây cũng là nói về văn nghệ thôi. Thì lúc đó Kỳ Duyên đang ở Việt Nam. Kỳ Duyên mới vừa nghĩ ở trong đầu thì hôm sau lại anh Quyền, mà Kỳ Duyên không hiểu tại sao là mẹ Kỳ Duyên chưa bao giờ hiện về trong giấc mơ để nói cho Kỳ Duyên biết, nhưng lại nói cho Quyền biết. Thì một lần nữa lúc đó Quyền đang ở Virginia, thì Quyền gọi cho Kỳ Duyên. Quyền lại nói Duyên, hôm qua Quyền lại mới nằm mơ thấy mẹ, mà Quyền không hiểu tại sao mẹ lại nói với Quyền là con à, con nói với Kỳ Duyên đó là đừng có để hình ảnh của mẹ lên trên YouTube, tại vì mẹ không thích người ta thấy mẹ già và xấu. Mà cái đó là Kỳ Duyên, bây giờ nói lại Kỳ Duyên còn nổi da gà, không biết quý vị có thấy được da gà hay không, là tại vì Kỳ Duyên chưa hề nói cái ý nghĩa đó cho ai cả. Mà Kỳ Duyên đang ở Việt Nam, mà tại sao Quyền lại gọi mà biết rõ y hệt như vậy, chứ không phải là ở nằm mơ thấy mẹ hay cái gì. Và cũng sau đó thì cũng cái tuần đó là cái tuần Kỳ Duyên bay quá nhiều. Mà có một lần Kỳ Duyên đã viết trên Facebook đó là Kỳ Duyên làm việc ở Việt Nam, Kỳ Duyên bay về dỗ cậu của Kỳ Duyên, xong Kỳ Duyên lại bay ngược về Việt Nam để Kỳ Duyên tiếp tục làm show. Và bay ngược về thì làm 2 ngày liền, như là đáp từ phi trường bay 20 tiếng, đáp từ phi trường chạy thẳng tới studio và làm việc mười mấy tiếng liền, và ngày hôm sau lại gần 20 tiếng, có nghĩa là một tuần quá mệt. Thì Khương Thủy là ở lúc đó ở California, Khương Thủy không hề biết cái lịch làm việc của Kỳ Duyên làm sao. Khương Thủy lại gọi, Khương Thủy nói chị Kỳ Duyên ơi, 5 giờ sáng em dậy mà em nằm mơ thấy mẹ quá rõ, em phải gọi chị. Và mẹ nói với em là con ơi, con nói với Duyên đó, giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc nhiều quá như vậy. Và Hương Thủy đã gọi và nói cho Kỳ Duyên biết coi đó. Thì một lần nữa Kỳ Duyên lại rất là ngạc nhiên. Và câu chuyện tiếp theo là gần đây tự nhiên cái Facebook của Kỳ Duyên đó, thì Kỳ Duyên chỉ có 2 account. Một là account cá nhân, hai là account fanpage. Cá nhân của Kỳ Duyên là Kỳ Duyên Nguyễn, là fanpage là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thì quý vị biết là mỗi lần mình trả lời một cái comment đó, nó sẽ hiện cái hình avatar của mình. Thì bỗng dưng có một hôm, bất cứ cái câu trả lời nào của Kỳ Duyên trả lời, nó cũng hiện lên cái avatar mà nói tiếng Mỹ đó là In memory of Đặng Tuyết Mai, also là Madame Nguyễn Cao Kỳ. Có nghĩa là tưởng nhớ đến bà Đặng Tuyết Mai Nguyễn Cao Kỳ. Và cái in memory tiếng Anh nó có nghĩa là mình chỉ tưởng nhớ đến khi người ta đã qua đời. Thì đó là lần đầu tiên mà Kỳ Duyên nói ủa, tại sao nó cứ trả lời, và nó cứ trả lời là in memory là Đặng Tuyết Mai. Và Kỳ Duyên chưa bao giờ biết có cái trang đó. Thì Kỳ Duyên mới vào Facebook, Kỳ Duyên mới bấm cái trang đó. À, thì ra Kỳ Duyên mới biết là bạn của Kỳ Duyên khi mẹ Duyên qua đời đúng ngày 21 tháng 12 2016, có nghĩa là đã 3 năm, 2 năm rưỡi trước, thì một người bạn hay là một người ái mộ mới làm một cái trang Facebook đó. Nhưng mà làm xong rồi cái trang đó để yên thôi, không có gắn thêm tin tức, không có ai nói trong 2-3 năm nay, không hề có một cái gì ở trong cái trang đó. Có nghĩa là nó không có hoạt động nữa. Mà tự nhiên nó cứ trả lời, Duyên trả lời là đó. Thì Kỳ Duyên ngạc nhiên, Kỳ Duyên không hiểu làm sao. Thì sau một hôm thì bỗng dưng nó lại hết, thì Kỳ Duyên lại bắt đầu trả lời lại là Nguyễn Cao Kỳ Duyên được. Thì Kỳ Duyên mới nói cái này cho Châu Ngọc Hà, là lúc đó là Hà đang ở nhà Duyên. Thì Duyên nói Hà ơi, sao lạ quá, tại sao cái trang này cứ mỗi lần chị trả lời thì nó lại lên hiện lên cái hình của mẹ chị in memory mà chị không biết làm sao gỡ ra. Thì sau này Hà mới kể cho Kỳ Duyên là thì hôm đó là chị Duyên nói rằng là khi mà chị cái trên Facebook á,
khi mà cái hình nền mà nó trả lời cái những cái comment của khán giả đó, thì thường ví dụ như là chị Duyên cài cái hình nền của chị Duyên, thì khi mà trả lời nó vẫn là hiện hình nền của mình chứ. Tự nhiên bây giờ những trả lời cái nó không còn hiện cái hình nền của chị Duyên nữa, mà hiện qua cái hình của ngày xưa của mẹ Mai với lại mà hình là hình hôm gọi là tưởng nhớ tưởng nhớ cái ngày mất của mẹ Mai. Mà Facebook đó là đã tạo cái ngay cái ngày mất thì họ tạo cái ngày tưởng niệm rồi thôi, rồi không có sử dụng nữa từ cái phút đó bao nhiêu năm rồi, là 3 năm rồi đó chị ha. Tháng 12/21/2016. Thì có nghĩa là cái Facebook đó là nó đã không có sử dụng, không ai sử dụng nữa, và tự nhiên cái là bây giờ chị Duyên chị trả lời một comment cho khán giả, sau đó chị trả lời một, bây giờ nó vẫn còn là ở trên một khúc vẫn là chị Duyên, từ những khúc sau tự nhiên không, hình này nó không thay đổi, nó vẫn là của mẹ Mai lúc mà người ta làm hình tưởng niệm đó. Chưa có bao giờ thấy, ví dụ bây giờ Hà muốn thay đổi một cái hình nền đi, thì cũng một cái Facebook đi, mình thay đổi bây giờ thì tất cả những cái comment từ xưa đến giờ đó, mình trả lời ai nó cũng phải đổi theo hết. Nhưng bây giờ Duy có đổi hình đi chăng nữa đó, cái đó nó vẫn y nguyên vậy, nó không thay đổi. Cái điều đó là có điều mà Facebook chưa bao giờ có. Thì khi mà chị Duyên nói Hà ơi, sao tự nhiên chị comment bây giờ không có hiện hình chị nữa, mà giờ hiện hình toàn mẹ Mai với ẩm chị hồi nhỏ không à. Cái em nói có hiểu không chị? Chị không hiểu tại sao. Thì đây là nếu mà ai mà xài Facebook thường xuyên thì Hà nói là hiểu liền à. Thì khi đó cái Hà nói thì không chị, thì em Hà nhìn vô Hà thấy Hà trợn gai gà, nó xúc kỳ vậy ta. Đó, thì Hà nói cái Hà bấm vô cái hình cũ đó của mẹ Mai, thì bấm vô coi. Hà nói là bây giờ nếu mà có nghĩa là Hà Messenger mẹ. Hà Messenger vào cái trang đó. Còn có trang đó, nhưng mà có Hà gửi cái tin nhắn, nhưng mà Hà thấy rằng là cái đó nó đã không sử dụng lâu rồi, không có ai, thì cứ ngày tưởng niệm nhớ tới nay luôn, và 3 năm hơn rồi. Thì Hà mới Messenger cho mẹ thử nó là mẹ, nếu mà thật mà sự trước khi đó là phải à cần nói là mẹ thì con thấy cái điều này con thấy nó hơi lạ quá, mà bây giờ con cũng chưa có gặp mẹ lúc mà mẹ còn sống bao giờ, nhưng mà bây giờ con muốn là mẹ có hiện hữu ở đây không, mà hay là cái này là phải có mẹ thiệt ở đây không. Thì khi đó Hà mới nói là nếu mà thiệt cái gì thì con nhắn là con dạ con chào mẹ, thì mẹ đọc tin nhắn này nha. Mà làm sao biết là đọc tin nhắn hay thì không? Những người không chơi Facebook thì làm sao biết đọc tin nhắn? Không, những người Facebook thì sẽ biết cái gì mà khi mà mình gửi một cái message cho ai đó, thì mà nếu mà cái tin nhắn đã được đọc thì cái hình đó nó sẽ chạy xuống. Cái hình của người đó, cái hình nền của người đó sẽ chạy xuống là đã đọc, cái kiểu là chạy xuống mới được đọc. Thì còn không là mình để rồi gửi hoài không muốn năm không ai đọc là không bao giờ nó chạy xuống. Thì khi mà vừa nói vậy xong cái là gửi cái message này là dạ con chào mẹ, vừa nói xong cái rớt xuống cái hình là nó đọc trời ơi, dùng điện thoại qua bên nó trời chuyện gì vậy. Thì sau đó là mới nói gì Duyên, chị Duyên với một vài người nữa vô cũng viết không, mà chính là Duyên cũng không tin. Duyên nghĩ là có thể là cái lỗi của Facebook hay là ai viết vào nó cũng tự động nó trả lời. Thì Duyên cũng mới vào Duyên viết một cái messenger thử thì nó không trả lời gì cả, không có trả lời mà cũng không có chạy xuống đọc nữa, phải có người đọc thì mới chạy xuống, cái hình nó chạy xuống, còn nếu mà không thì cũng không có bao giờ chạy xuống hết. Thì chị Duyên cũng đã gửi từ bữa giờ lâu rồi, rồi em cũng gửi thêm, rồi ngày kia gửi thêm, thì có nghĩa rằng là ngay cái khoảnh khắc đó là mình nói chuyện như mẹ nói là có mẹ ở đây, mẹ đọc được, cứ là mẹ đó. Thì mẹ cái là signature cho Hà biết, là báo hiệu cho Hà biết là phải có, không nên là chạy xuống liền đọc liền. Còn tất cả những lần sau nữa, tại vì Facebook có ai sử dụng ở đâu mà ai mà đọc, rồi chị Duyên rồi mọi người vô gửi lời chào thì không ai trả lời nữa. Hà nhớ cái lúc mà đọc. Hà nhớ cái lúc mà mình mới làm xong, mình edit xong cái MV Mưa Lạnh Tàng Canh của Hà đó, hai đứa nguyên một đêm ngồi edit xong rồi gửi về Việt Nam, edit qua edit lại cái buổi sáng mà edit xong hết, mở cái hình Facebook đầu tiên thấy mẹ giơ ngón tay ra, giơ ngón tay vậy nè số một rồi là được rồi, đừng có chỉnh rồi. Thì mà Kỳ Duyên làm việc nguyên một đêm tới xong xuôi hết, tắt máy không có làm computer nữa, thì trước khi nhắm mắt đi ngủ thì Kỳ Duyên cứ mở lên Facebook thử coi, thì cái hình ảnh đầu tiên trong cái Facebook đó là hình ảnh của mẹ Duyên, mà cái Facebook đó nó lại nhắc nhở lại cái hình là 2-3 năm trước. Mà cái hình đầu tiên là cái hình mẹ Duyên giơ ngón tay vậy nè. Làm mà cái Duyên lại một lần nổi hết da gà, như là mẹ nói ok, con làm như vậy là tốt rồi đó. Mà đây nhá, quý vị nhìn kỹ, cái Duyên phải chụp ngay. Cái giờ đó là 6:41 sáng. Thì thưa quý vị, cái năm sinh của mẹ Duyên là 1941. Cái tháng sinh của Duyên là tháng 6, sinh nhật Duyên là 30 tháng 6. Và nếu quý vị cộng lại số 6, số 4, số 1 là số 11. Thì thưa quý vị, sinh nhật của Châu Ngọc Hà
là 11 tháng 11 và cũng 11 giờ đêm. Đó là ba cái yếu tố nó cộng lại cùng một lúc. 1941, năm mẹ Duyên đẻ, tháng 6, tháng của kỳ duyên, 11, 11 là tháng và ngày đẻ của Châu Ngọc. Mẹ Mai đã ok. Mà tự nhiên cái đó cũng là một cái điều giống như là lúc đó là 6 giờ 41 phút thì cộng lại nó là 11. Mà 11 đó là ngày sinh của Châu Ngọc Hoàng. Yeah, ngày tháng 11 và ngày 11. Yeah. Và giờ cũng 11 luôn. Cũng 11 giờ luôn. Yeah. Đó, mà rất là đặc biệt. Thật sự là mẹ Mai là cứ luôn chung quanh dì Duyên, rồi nhắc nhở gặp người này, có nghĩa là những cái điều mình không có giải thích được mà rất là nhiều. Gần như chị Duyên gặp như là gần như mỗi tuần luôn, không? Yeah. Hình như là cứ cách vài ngày là có, cách vài ngày là có. Yeah. Thì thành ra chị Duyên không có thấy buồn gì, thì lúc nào cũng thấy mẹ xung quanh mình hết á, nhắc nhở này kia. Thì đó là cái điều mà rất là thấy lạ. Và còn một cái này là cái rất lạ, cái cuối cùng là mới gần đây Kỳ Duyên mở cái account của Grab, để mà thay vì Uber đó quý vị. Kỳ Duyên mới gần đây Kỳ Duyên mở cái account của Grab. Thì cứ biết là mình để tên, rồi mình để cái credit card vào, rồi mình submit. Thì Kỳ Duyên cũng vậy, để tên tất nhiên là phải để Duyên Nguyễn, rồi bỏ credit card vào, submit. Quý vị biết gì không? Nó gửi lại một cái tin nhắn và nó nói Hi Mai. Nói tên mẹ Kỳ Duyên, Hi Mai. Kỳ Duyên không hiểu là tại sao mà và cho tới bây giờ thì Kỳ Duyên vẫn giữ cái tên đó luôn. Thành ra cái tên mà trong Grab account của Kỳ Duyên là Mai. Đó, quý vị thấy không? Mỗi lần book cái gì là hai chị Mai. Mà Kỳ Duyên không hiểu là tại sao nó lại có thể nhầm lẫn được như vậy. Tất nhiên là mình để tên credit card là phải Duyên Nguyễn, thế tại sao lại hai Mai? À, nhưng mà thưa quý vị, vì tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó làm cho Kỳ Duyên, bản thân Kỳ Duyên là tin bao giờ cũng vẫn còn mẹ Kỳ Duyên chung quanh Duyên. Và mỗi một cái gì Duyên làm, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, vẫn có mẹ chung quanh, vẫn có mẹ chăm nom sức khỏe. Trời, nói tới lại làm cảm động. Chăm nom sức khỏe từng ngày, nhờ người này người nọ nhắn là con giữ gìn sức khỏe. Khi con làm cái gì tốt, mẹ vẫn mừng, mẹ vẫn gọi là khuyến khích, động viên cho Kỳ Duyên làm việc. Và vì vậy Kỳ Duyên cảm thấy như là có mẹ ở đây, chỉ có là mình không thấy được thôi, nhưng mà mẹ vẫn quanh mình. Và có lẽ là Kỳ Duyên muốn chia sẻ cho quý vị, vì Kỳ Duyên muốn những quý vị mà có người thân mới qua đời, thì Kỳ Duyên muốn qua cái kinh nghiệm và qua cái sự tin tưởng của Kỳ Duyên, Kỳ Duyên muốn nhắc nhở quý vị rằng là quý vị đừng có quá buồn, vì thật sự họ còn ở đó. Chỉ có là mình không thấy họ thôi. Và nhiều khi trong cái nỗi đau của mình mà mình buồn, mình khổ, mà mình khóc lóc mình, thì chính họ cũng buồn, mà họ không có siêu thoát được. Và họ cứ lo cho mình, thì mình cứ giữ chân họ lại mãi. Thành ra cái cách hay nhất là mình vẫn sống. Mình biết đó, nhưng mà như là Kỳ Duyên ấy, thì Kỳ Duyên chỉ nghĩ là ồ, con đi xa và con xa mẹ, mẹ vẫn còn ở đó, con không thấy mẹ, nhưng mà rồi con sẽ gặp mẹ lại thôi. Thì cái đó là cái an ủi rất lớn cho Kỳ Duyên. Và Kỳ Duyên hy vọng rằng quý vị, nếu có những người đã qua đời, thì nếu quý vị coi cái video này và quý vị tin, thì quý vị cũng sẽ tìm được một cái sự an ủi, và để mình biết rằng là mình sẽ còn gặp nhau nữa thôi, và tất cả những người thân yêu của mình thì vẫn còn chung quanh mình. Và đó là một cái sự an ủi rất lớn cho Kỳ Duyên. Và Kỳ Duyên hy vọng rằng nếu quý vị có những cái nỗi đau, thì từ đây quý vị sẽ vơi bớt nỗi đau. Và còn nhớ là lúc nào mà cầu có những cái chuyện gì khó khăn ở trong đời, thì bây giờ mình cứ nhắm mắt mình cầu là những người thân thương của mình sẽ lúc nào cũng ở bên cạnh để sẵn sàng hỗ trợ mình.